Liên quan đến vụ việc nam ca sĩ Châu Việt Cường sử dụng ma túy tổng hợp rồi nhét tỏi vào miệng khiến một cô gái tử vong mà trong buổi tối đã đưa tin. Vào ngày hôm nay, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đã thay đổi tội danh của ca sĩ này từ vô ý giết người sang tội danh giết người. Cụ thể, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Việt Cường ca sĩ Châu Việt Cường, 35 tuổi, về tội giết người. Hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, Công an quận Ba Đình chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát quận, đề nghị truy tố Nguyễn Việt Cường về tội vô ý làm chết người. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Ba Đình trả lại hồ sơ vì cho rằng hành vi của Cường có dấu hiệu của tội giết người. Sau hơn một tháng xem xét lại hồ sơ, nhà chức trách đã xác định hành vi của Cường là giết người nên thay đổi tội danh. Thông tin ban đầu, dạng sáng mùng 5 tháng 3, Ca sĩ Châu Việt Cường đã rủ một người có tên là Hát, sinh năm 1998, quê ở Trương Mỹ, Hà Nội, đến căn phòng ở Phạm Đức Thế đang ở để sử dụng ma túy tổng hợp. Vào khoảng 8 giờ cùng ngày, Cường bị ảo giác, nghĩ rằng cô gái bị ma nhập nên ghi cổ, nhét tỏi vào miệng cô gái này. Hành động của nam ca sĩ khiến nạn nhân tắc thở, tử vong.